Kính chào quý vị đã đến với chương trình Sống khỏe với bệnh đái tháo đường. Thưa quý vị, nhiều người hiện nay cho rằng đái tháo đường là một căn bệnh có thể từ từ đến mà không hề có một sự cảnh báo trước nào. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng. Có những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng cho căn bệnh đái tháo đường, nhưng người bệnh thường bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những vấn đề khác. Do vậy, việc nhận ra các dấu hiệu của bệnh càng sớm càng tốt là rất quan trọng. Đây cũng sẽ là chủ đề mà Sống khỏe với bệnh đái tháo đường ngày hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu để có thể giảm thiểu tối đa các vấn đề về sức khỏe và các biến chứng nguy hiểm từ căn bệnh này. Xin mời quý vị theo dõi. Nhà có một cửa hàng vật liệu xây dựng nên bà Nguyễn Kim Loan thường xuyên bị cuốn vào guồng quay của sổ sách, hàng hóa. Mải mê với công việc như vậy, nhiều khi bà Loan bẵng quên đi chính sức khỏe của mình. Trước thì là hay khát khô miệng lắm, miệng lúc nào khô, lúc nào cũng thích uống nước, Thứ hai nữa là tự nhiên là tôi là 56 cân, thế bây giờ tự nhiên thấy nó còn có 51 cân. Thế vì thấy người nó quần áo mặc cái gì nó cũng rộng hẳn ra. Với những dấu hiệu trên, trong một lần bệnh viện nội tiết mở chương trình thử máu miễn phí cho người dân, bà Loan đã quyết định đi kiểm tra. Việc tình cờ phát hiện bệnh như một bài học cho người phụ nữ của công việc. Giờ đây, với bà Loan, không gì quý bằng sức khỏe. Khi mà tôi biết là tôi mắc bệnh đái tháo đường, tôi về tôi sốc, tôi buồn lắm. Không ngờ mình đang làm ăn khỏe mạnh như này mà tự nhiên lại mắc cái bệnh này. Thế là khi mà thấy đi khám tiểu đường nó cao, 16,5. Thế là về nhà là thôi bỏ hết công việc chả làm nữa. 3 tháng nay là chỉ có ở nhà thôi. Thế là tháng đầu tiên thì cũng nghĩ ngợi nhiều, xong mọi người cũng giải thích cho là bệnh này nhiều người bị. Đấy, cũng đồng thời cũng xem báo, xem tivi thì là cũng bây giờ thì cũng tương đối trở lại bình thường rồi, chứ trước tháng đầu tiên là buồn bã mà không biết gì cả. Chế độ ăn của người đái tháo đường cần phải giúp giữ ổn định đường huyết, không làm tăng gluco máu nhiều sau ăn, đồng thời phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng. Chính vì vậy, hàng ngày, bà Loan áp dụng cho mình chế độ dinh dưỡng để giảm đường huyết như yêu cầu của bác sĩ. Từ cái hôm mà đi bệnh viện Bạch Mai khám về thì đấy là mỡ máu này, gan nhiễm mỡ này, rồi tiểu đường đấy. Thì là về là tôi phải thực hiện đúng như là bác sĩ dặn, là ngày ăn chia nhỏ ra thành 6 bữa chứ không ăn 3 bữa mà ăn nhiều, mà cơm thì ăn nửa bát thôi. Thì là ăn nhiều rau với cả hoa quả và chia nhỏ các bữa ra. Giữ một phần quan trọng trong chế độ chăm sóc để hy vọng giảm đường huyết của bà Loan đang thực hiện, không thể không kể đến việc chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao. Với lời khuyên từ bác sĩ, tập luyện thường xuyên sẽ rất tốt trong việc hạ đường huyết. Nên đi bộ, nâng tạ và nhảy dây đều được bà áp dụng cho mình. Phát hiện bệnh nhờ những dấu hiệu cảnh báo, bà Loan đã áp dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý và một chế độ luyện tập phù hợp. Đến nay, sau 3 tháng kể từ khi biết mình mắc đái tháo đường, bà Loan đã giảm được đường huyết về mức cho phép. Đái tháo đường giờ đây không còn quá đáng sợ với bà. Bà Loan đã có thể tự tin sống chung với căn bệnh đái tháo đường. Qua phóng sự trên, chúng ta có thể nhận thấy những biểu hiện của bệnh đái tháo đường đều đã được thể hiện rõ ở bà Nguyễn Kim Loan như là khát nước, giảm cân, mệt mỏi. Phát hiện ra bệnh và cũng đã có cách sống chung hòa bình, bà Loan sẽ có thể tránh được những biến chứng nguy hiểm từ căn bệnh đái tháo đường. Tiếp theo, với tiểu mục góc tư vấn, xin mời quý vị cùng nghe những tư vấn về bệnh đái tháo đường từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân, trưởng khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai. Câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân đó là khám sức khỏe định kỳ thường xuyên có giúp phát hiện bệnh đái tháo đường hay không ạ? Nếu như đường máu chỉ trong cái giới hạn cho phép, tức là ở giới hạn bình thường từ 3,9 đến 6,4 theo cái quy chuẩn của xét nghiệm của các phòng xét nghiệm, nhưng chúng ta thấy rằng là nếu đường máu ở cái mức độ trên 5,6 đối với những cái người mà có nhiều cái yếu tố nguy cơ thì những cái người này đã phải làm nhắc lại và để xem xác định chắc chắn mình có phải là bị cái tiền đái tháo đường hay không. Như vậy cái quan điểm
về khám sức khỏe định kỳ chắc chắn là quan trọng rồi. Nhưng cái thứ hai nữa là ở những cái người mà khi đi khám sức khỏe định kỳ thì nên có cái tư vấn rất là rõ ràng của những bác sĩ khi đi khám để phát hiện được sớm xem mình có thực sự là ở cái giai đoạn rối loạn chuyển hóa đường cũng như bị rối loạn các cái chuyển hóa khác, đặc biệt là rối loạn chuyển hóa lipid. Chúng ta nên kiểm tra những gì, thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân? Đối với để phòng bệnh đái tháo đường thì tôi nghĩ rằng là đái tháo đường nó là bệnh rối loạn chuyển hóa, và cái bệnh rối loạn chuyển hóa đường ấy thì kèm theo là rối loạn chuyển hóa lipid và kèm theo đấy là các cái chuyện về tăng axit uric. Thế thì ở những cái bệnh nhân nếu mà trẻ thì chúng ta có thể dưới 45 tuổi thì có thể làm đường máu, làm axit rối loạn chuyển hóa lipid hoặc là axit uric. Nếu mà cao hơn nữa, bệnh nhân lớn tuổi hơn nữa, nhiều yếu tố nguy cơ hơn nữa thì người ta có thể làm thêm các cái đánh giá cái đường máu trung bình trong vòng 3 tháng, người ta gọi là chỉ số HB1C để tham khảo, để xem phối hợp với các cái yếu tố tư vấn và hỏi các cái về vấn đề tiền sử để có thể phát hiện, có thể làm đường máu lúc đó hoặc có thể làm biện pháp dung nạp ở những cái cơ sở chuyên khoa để chúng ta có thể phát hiện sớm được mình có phải bị tiền đái tháo đường hay không. Và đối tượng nào nên đi kiểm tra đái tháo đường, thưa phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân? Nếu mà chúng ta bản thân chúng ta thấy mình là những người có yếu tố nguy cơ cao, ít nhất là trên 45 tuổi, mập phì, ít vận động, uống bia uống rượu nhiều, hút thuốc lá, tăng huyết áp, rồi thì bệnh nhân có tiền sử gia đình, có nhiều những cái bệnh lý về tăng huyết áp, rồi bệnh nhân bản thân bị đái tháo đường, thì những người này tôi nghĩ rằng là nên phải làm đầy đủ các cái thành phần như là đường máu rối loạn chuyển hóa lipid, rồi HbA1c, rồi làm thêm các cái axit uric. Thậm chí ở cái lứa tuổi, nhất là nam giới mà lại uống bia uống rượu nhiều, thì chúng ta phải làm thêm cái men gan, bởi vì bản thân các cái rối loạn chuyển hóa, nhất là ở gan như là gan nhiễm mỡ, cũng là một cái yếu tố nguy cơ xuất hiện cái tình trạng kháng insulin và dẫn đến đái tháo đường, tiền đái tháo đường. Có nên đi kiểm tra định kỳ để bảo vệ sức khỏe? Cái này thì phụ thuộc vào hoàn toàn đối với cái người bình thường tự nguyện. Tự nguyện thì người ta sẽ phụ thuộc vào nếu cái xét nghiệm lần trước của chúng ta hoàn toàn bình thường, có thể từ 6 tháng đến 1 năm. Nhưng trên những cái người lớn tuổi và sau 45 tuổi thì có rất nhiều các cái bệnh lý kèm theo. Nếu có nhiều những cái yếu tố nguy cơ cao, ví dụ trên những người mập phì này, hút thuốc lá này, rồi ăn uống chế độ ăn không có này, rồi uống bia uống rượu nhiều này, thì người ta có thể khuyến cáo là tùy theo mức độ có thể 3 tháng chúng ta kiểm tra một lần, hoặc cùng lắm là 6 tháng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân. Những thông tin từ cuộc trao đổi cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Khoa Diệu Vân ở trên hy vọng đã giúp quý vị có thêm phần nào hiểu biết về căn bệnh đái tháo đường. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, với mục đích giúp quý vị hiểu rõ hơn về các dấu hiệu nhận biết bệnh đái tháo đường để nhanh chóng phát hiện và điều trị kịp thời, phòng tránh những biến chứng nguy hiểm, xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn clip sau. Mệt mỏi khi bị đái tháo đường, cơ thể giảm hay đôi khi không còn khả năng sử dụng gluco để tạo năng lượng nữa. Do đó, cơ thể phải chuyển sang dùng mỡ một phần hay hoàn toàn để tạo ra năng lượng. Quá trình này đòi hỏi cơ thể phải sử dụng năng lượng nhiều hơn và kết quả cuối cùng là người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi thường xuyên. Giảm cân không rõ nguyên nhân, bệnh nhân bị đái tháo đường không thể xử lý được lượng calorie trong thức ăn, dẫn đến giảm cân ngay cả khi ăn đủ hay thậm chí là ăn nhiều. Mất đường và nước qua nước tiểu cũng là một phần tác nhân góp phần vào triệu chứng giảm cân này. Tiểu nhiều, một cách khác giúp cơ thể thoát khỏi tình trạng dư thừa đường là thải đường ra ngoài qua nước tiểu. Hiện tượng này sẽ làm cơ thể bị thiếu nước, do khi thải đường ra ngoài cơ thể sẽ mang theo một lượng lớn nước cũng đi ra theo chung với nó. Khát nước, bệnh nhân bị đái tháo đường có mức đường huyết cao làm lấn át khả năng giữ lại đường của thận khi lọc máu để tạo thành nước tiểu. Một lượng nước tiểu lớn được hình thành khi thận bị đầy tràn đường. Cơ thể cố gắng chống lại hiện tượng này bằng cách gửi một tín hiệu lên não để làm máu loãng ra bằng cách tạo cảm giác khát, đòi hỏi phải đưa vào cơ thể thêm nhiều nước để làm loãng nồng độ đường trong máu đang cao trở về mức bình thường và để bù vào lượng nước bị mất do tiểu nhiều. Nhìn mờ, triệu chứng này không đặc hiệu cho đái tháo đường nhưng cũng thường hay xuất hiện khi mức đường huyết lên cao. Ngoài ra, còn một số biểu hiện khác như ăn nhiều, chậm lành vết thương, nhiễm trùng, thay đổi về trạng thái tâm thần.
vậy, khi có những biểu hiện mà trong chương trình đề cập, quý vị nên đến bác sĩ kiểm tra và tiến hành xét nghiệm để xem mình liệu có bị đái tháo đường hay không. Việc nhận biết các dấu hiệu và phát hiện sớm bệnh sẽ giúp chúng ta tránh khỏi những biến chứng nguy hiểm từ căn bệnh. Sống khỏe với bệnh đái tháo đường tuần này xin được khép lại tại đây. Mọi thắc mắc về bệnh đái tháo đường, quý vị có thể gửi thư về địa chỉ O2TV, ngõ 62/23 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, hoặc vào email songkhoevoibenhdaithaodường@o2tv.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.